vụ việc làm Hậu Giang được thành lập từ năm 2004 với tên gọi đầu tiên là Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hậu Giang, trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hậu Giang, có chức năng tư vấn việc làm trong và ngoài nước, tư vấn học nghề, tư vấn các chính sách có liên quan đến quan hệ lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp và dự báo thông tin về thị trường lao động, tổ chức dạy nghề, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang có trụ sở chính tại số 9 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 02933 870 115, website việclamhậugiang.vn, Facebook Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang. Với nhiệm vụ và chức năng của mình, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang nhận thấy rõ tầm quan trọng trong công tác hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Chính vì thế, trong thời gian qua, Trung tâm luôn nỗ lực hết mình để thực hiện và triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực nhất nhằm mang lại hiệu quả cho công tác này. Cụ thể, hàng năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang luôn chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể, các trường học, tổ chức các ngày giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền, quảng bá về thông tin thị trường lao động, tổ chức cấp phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích, thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho người lao động thông qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, website, v.v. Đặc biệt, với xu thế hiện nay, lao động cũng như doanh nghiệp có thể không đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm mà vẫn có thể tìm gặp được nhau. Bởi Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang luôn đổi mới, sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ của mình để hỗ trợ tốt nhất cho người lao động và cho doanh nghiệp. Với hình thức hỗ trợ trực tuyến thông qua website www.việclamhậugiang.vn và trang fanpage của đơn vị nhằm kết nối một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và người lao động. Website việclamhậugiang.vn đang có hàng triệu lượt truy cập, có hàng ngàn đầu công việc được cập nhật, thông tin tuyển dụng được đăng tải thường xuyên và liên tục, nên bất cứ lúc nào truy cập, người lao động cũng sẽ tìm ra được cho mình một công việc mong muốn. Vâng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang luôn chào đón người lao động và nhà tuyển dụng đến với trung tâm với mong muốn là cầu nối đáng tin cậy cho người lao động và doanh nghiệp, kết nối ngày càng nhiều người lao động và doanh nghiệp gặp nhau bằng các hình thức hỗ trợ tốt nhất cho cả người sử dụng lao động và người tìm việc. Và cuối cùng là các thông tin tuyển dụng mới nhất từ doanh nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản và Đài Loan với nhiều chính sách ưu đãi. Người lao động được hỗ trợ vay 100% chi phí xuất cảnh với lãi suất thấp, được hỗ trợ tiền mặt lên đến 15 triệu đồng, được tạo điều kiện để tham gia phỏng vấn và đậu đơn hàng sớm nhất, được trung tâm đồng hành từ khi người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài cho đến khi về nước. Tại thị trường Nhật Bản, cần tuyển 200 lao động với các ngành nghề, chế biến thực phẩm, lắp ráp linh kiện điện tử, công nghệ ô tô, kiểm tra máy, đóng gói công nghiệp, trang trí nội thất, nông nghiệp trong nhà kính, có thu nhập từ 35 đến 37 triệu đồng một tháng. Thời gian làm việc 5 ngày một tuần, được làm thêm giờ, được bố trí chỗ ăn ở, được hưởng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của Nhật Bản. Thời gian hợp đồng 3 năm, có thể gia hạn lên đến 5 năm. Điều kiện tuyển dụng, nam nữ từ 18 đến 32 tuổi, học vấn lớp 9 trở lên, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, chăm chỉ. Tại thị trường Đài Loan cần tuyển 150 lao động với các ngành nghề, điện tử, sản xuất kim loại, sản xuất vỏ xe, nông nghiệp, với tổng thu nhập từ 19 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian làm việc 5 ngày một tuần, được làm thêm giờ, được bố trí chỗ ăn ở, được hưởng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ theo quy định của Đài Loan. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình có thể đăng ký đi làm việc cùng nhau và có thể gia hạn hợp đồng lên đến 12 năm. Điều kiện tuyển dụng, nam nữ từ 18 đến 50 tuổi, học vấn lớp 6 trở lên, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực. Bên cạnh đó, thủ tục quy trình tham gia cũng rất đơn giản, cụ thể như sau. Bước 1. Đăng ký tham gia và nhập học tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang. Bước 2. Tham gia phỏng vấn đơn hàng. Bước 3. Hoàn thiện thủ tục giấy tờ tài chính để xin visa vào Đài Loan. Bước 4. Xuất cảnh sau 1 đến 3 tháng từ khi đăng ký. Bước 5. Tham gia làm việc tại Đài Loan 3 năm và có thể gia hạn đến 12 năm. Bước 6. Kết thúc hợp đồng về nước và được giới thiệu việc làm tại các công ty của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang, địa chỉ số 9 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại 0293 387 0120, Zalo 0869 559 531, website
thị trường lao động Hậu Giang.net, Facebook Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang.